guys, it's me again. I'm from Amanglish and welcome back to my video. Uh, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với uh, kênh YouTube của Amanglish. Và hôm nay thì quay trở lại với một chuỗi series về các cái quy tắc uh, học đánh vần tiếng Anh. thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với quy tắc số 11. Và trước khi mà vào video clip thì mọi người hãy đừng quên. Uh, like, share và subscribe kênh youtube của I'm English Để đón chờ uh, các cái chuỗi bài học về uh, giao tiếp tiếng Anh Về phát âm tiếng Anh Hay là các cái tips học tiếng Anh cho hiệu quả nhá Ok, rồi ok, we come back today uh, Bài học ngày hôm nay đó là quy tắc số 11 Từ có chứa EE -E. Nếu mà chúng ta chưa học các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 10 Thì tốt nhất là chúng ta nên lên kênh youtube của I'm English Và sau đó chúng ta sẽ search, đúng chứa đánh vần tiếng Anh để xem lại từ, à, từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 10 nhá Rồi ok à, Vậy thì hôm nay bài học quy, quy tắc hôm nay là gì Chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo nhé. Rồi trước khi mà vào bài học Bài học ngày hôm nay thì Thanh muốn nói qua cho mọi người biết là Khi mà mọi người đã à, Mọi người biết được cái quy tắc này á Thì mọi người sẽ đọc được đúng hai 2915 từ Ok, một số lượng từ rất là lớn đúng không và chúng ta tự tin cái vấn đề ở đây thanh muốn nhắc đến đó là à, chúng ta biết được là chúng ta đọc đúng hay đọc sai nếu mà chúng ta đã học quy tắc đã. và thứ hai đó là khi mà chúng ta đã biết được đọc đúng hay đọc sai rồi chúng ta sẽ bị điều chỉnh làm sao cho mình đọc đúng nhất có thể thanh nói là đúng nhất bởi vì mà thứ nhất là mình không phải là người bản ngữ cho nên là để mà nói một trăm hoàn toàn tự nhiên cho người như người nước ngoài thì cái điều đấy là không thể À, trừ khi là bạn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thì đấy là cái 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 ngôn ngữ của mình nó sẽ đi theo hướng như vậy được chưa? Rồi 2915 từ một số lượng cũng khá là lớn đúng không? Next one tiếp theo nhá. À, vẫn câu hỏi thường ngày thanh muốn hỏi mọi người how to pronounce these words? À, mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Để tính xem nhá. Mọi người để ý cho thanh hôm nay đó là uh, cái từ ee -e xuất hiện ở trong những cái từ này được chưa? Cái từ ee thanh bôi vàng đó rồi mọi người hay đọc cái từ uh, đầu tiên là gì nhỉ à cái từ này là ở giữa đúng không yes ok mình hay đọc là between đúng không ạ ok rồi mọi người hay đọc cô nhớ đấy, lại cho thanh nhá nó không phải là between mà là between 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 được chưa next one từ thứ hai từ kẹo đúng không à, từ kẹo hoặc là từ ngọt mình sẽ đọc là, không phải là sweet sweet nhá yes nó là i dài mình đọc là sweet sweet sweet. Cái xoan cái từ con đường cũng không đọc là street mà nó đọc là street, street, street. street. Ok, mọi người đã nhận ra được quy tắc ngày hôm nay gì gì chưa? Yes. Quy tắc ngày hôm nay đó là nếu mà từ đó xuất hiện cái chữ ee -e, thì sao nhỉ? Mọi người thấy nghe sẽ phát âm thành từ gì? Ok. Cái nếu mà cái từ ee -e này thì ba trong ba cái từ này mọi người sẽ thấy nó được phát âm thành chữ y y dài đó được chưa vậy nó sẽ được phát âm thành y dài between sweet và street ok và street đó thì sẽ được phát âm thành y dài rồi để xem tổng thể quy tắc ngày hôm nay là gì nhá cụ thể hơn thì nó là gì để xoan rồi quy tắc số 11 là từ có chứa ee -E. thì đầu tiên Trọng âm nó phải rơi vào chính e, -e đó mọi người nhé, Trọng âm sẽ rơi vào chính chữ ee -e đó và chữ ee -e đó sẽ được đọc thành âm i, ok, à, cái âm i này gọi là âm i căng hay còn gọi là âm i dài, ok, i, rồi chúng ta sẽ đi sang ngay cái phần tiếp theo để xem cách phát âm của cái âm i này như nào nhé, rồi ở đây thanh có giới thiệu luôn, ở đây thanh có giới thiệu luôn cho mọi người đó là hai cái âm mà dễ rất dễ hay nhầm lẫn đó là âm in dài và âm y ngắn hay còn gọi là âm y căng và âm y lỏng ok tại sao lại gọi là như vậy đầu tiên cách thứ nhất gọi là y dài hay y ngắn bởi vì mình so sánh cái chữ y trong tiếng anh so với cái âm chữ y ở trong tiếng việt thì có một cái chữ y nó sẽ dài hơn chữ y trong tiếng việt hay là có một chữ y nó sẽ ngắn hơn trong y tiếng việt đó là cách thứ nhất gọi là y dài hay y ngắn tuy nhiên trong các cái sách học thuật ấy thì mình sẽ được không được gọi như vậy mà mình sẽ được gọi là y căng và y lỏng tức là cái khẩu hình miệng của mình ạ. Y căng tức là miệng của mình khi nói cái âm đó là nó ra nó sẽ căng cái miệng của mình ra. Và y lỏng tức là khi nói cái âm y đó nó sẽ thả lỏng tự nhiên. Ok, được chưa Đấy là cái cách gọi tên đó. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần tiếp theo đó là uh, cái cách phát âm của nó thì khác như thế nào. Rồi. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy hai cái hình ở đây thanh cho để ý đúng không? Đầu tiên đó là y căng. Thì miệng chúng ta khi mà đọc cái y âm này đó, chúng ta sẽ cười Ok, đầu tiên là phải cười nhá. Thứ hai, lưỡi để thả lỏng tự nhiên, rất là dễ đúng không? Rồi, mọi người nhìn này, cái khẩu hình miệng này. Ok. Y. Đó cười nhá. Đang bình thường này. Y. Y. Đó cái hai cái khẩu miệng mình căng ra này. Y và nó kéo dài hơn so với y trong tiếng Việt. Đó. Thì nó gọi là gọi là y căng hay là gọi là y dài ở Ok, y y great next one mọi người so sánh với chữ y ngắn ở trong này hay gọi là y lòng thì miệng mình hé mở tự nhiên ok hé mở tự nhiên lưỡi để tự nhiên và khi phát âm cái chữ y âm y này nó sẽ ngắn hơn y trong tiếng việt Được chưa? y trong tiếng việt mình sẽ phát âm là y đúng không còn y trong tiếng anh nó sẽ là ê ê ê ok mọi người sẽ thấy nó sẽ không căng ra mà nó chỉ hàm hạ, xuống và phát âm ra thôi Ờ, oh, có nhiều người sẽ nghe thành chữ âm ư đó, được chưa? Ê, 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 ê. Đó, đó là cái sự khác biệt giữa hai này nhá. Đầu tiên này, y. Thứ hai này, ê, y, ê, y, ê. 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 Mọi người nhắc lại theo thanh nhiều lần để cho nó quen cái khẩu vị miệng nhá Y, ê, y. Ê. Ê. E, 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 e. OK, alright, dễ hơn đúng không? Ngay okay, next one. Tiếp theo, à, khi mà chúng ta học quy tắc ngày hôm nay đó là gì? Xuất hiện từ có xuất hiện chữ e, e thì cái chữ đó nó sẽ được trọng âm rơi chính vào e, -E. Và thứ hai đó là uh, chữ e, e đấy sẽ được đọc thành âm i. Ở đây là i căng hay là i dài nhá. i, được chưa? rồi bây giờ thanh sẽ có một số các cái từ như thế này à, và thanh hy vọng là mọi người sẽ uh, viết được phiên âm của những cái từ này luôn à, mọi người cùng viết với thanh nhá rồi chúng ta sẽ học quy tắc này nhầm lại quy tắc này à nếu mà từ có chứa ee à đây thấy rồi thứ e ee đúng không thứ hai trọng âm nếu mà nó có trọng âm nhé là từ một âm tiết sẽ không có trọng âm à, sẽ rơi vào ee e đấy và cái chữ ee e này sẽ được phiên âm bằng chữ I dài ok y hai chấm được chưa vậy thì cái từ này mình sẽ được phiên âm là d là phụ âm sẽ giữ nguyên y hai chấm sẽ phiên âm là e sẽ được phiên âm y và p giữ nguyên và cái từ này mình sẽ đọc là deep 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 great next one tương tự c r c sẽ phiên âm là k tại sao bởi vì hôm sau chúng ta sẽ có bài học như vậy R sẽ được phiên âm là R, phụ âm giữ nguyên. E, e, sẽ được phiên âm là i đó p được giữ nguyên và cái âm này được đọc là creep 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 ok next one f của âm giữ nguyên e, sẽ được phiên âm là âm i dài đó bởi vì mình sẽ đọc là phi không là phi nhá là phi phi ok next one tương tự c là k r giữ nguyên e, e vẫn được phiên là i dài k được phiên âm là k và cái này, từ này mình sẽ đọc là creek creek nhớ âm sao của thanh là chữ k, âm cuối nhá creek creek next one rồi tương tự f giữ nguyên e được phiên âm là i dài chính xác luôn và d được phiên âm là d bởi vì phụ âm sẽ giữ nguyên đúng không và cái này mình sẽ đọc là không được fit là feed Ok, rồi mọi người cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để cho thật quen cái khẩu hình miệng nhá. Rồi. Uh, ok, uh, tương tự Thanh sẽ có 5 cái từ bên này. Mọi người sẽ pause video, uh, sau đó uh, ghi phiên âm ra để xem sau đó mình sẽ so sánh với đáp án của Thanh xem là mọi người có ghi đúng cái phiên âm như vậy không nhá. Ok, bây giờ Thanh sẽ bỏ qua cái bước đấy, chúng Thanh đưa show luôn đáp án cho mọi người để chúng ta luyện đọc cùng với nhau nhá. Sau khi mà mình ghi đáp án được à, sau khi mà chúng ta đã ghi phiên em được rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, cái video để chúng ta sẽ đọc cùng với Thanh, luyện đọc cùng với Thanh để quen cái khẩu hình miệng của mình nhá. Rồi. Thanh có đáp án ngày hôm nay là như này. Ok, repeat after me. Đọc lại giúp Thanh nhá. Deep. 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 Creep. 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 Fee. Fee. Phi Creek 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 Feed 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 Ok, easy right? Dễ đúng không? Next one Rồi, Thanh đưa ra đáp án như thế này Mọi người hãy so sánh đáp án của mình với đáp án của Thanh đưa ra nhé Rồi Greed 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 Mọi người cố gắng đọc mỗi từ ít nhất phải 3 lần cho Thanh nhé Jeep Jeep Jeep. Green. 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 Ending sao đây là chữ N. Uh -huh. Mình không đọc là green. Mà đọc là chữ N phải ngân một xíu. Green. Green. Đúng không? Next one. Heel. 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 Ờ, à, mình không đọc là heel. Mà đọc là E. Ừ. Heel. À, chữ L là phải cong lưỡi lên nhé. Heel, heel, heel. Great, next one. Keen, keen, keen. Ok, great. Next one. Tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ có dẫn cái từ luyện đọc như thế này. Cùng phân tích và đọc cùng với Thanh nhá, Deep, deep, deep. Creep, creep, creep. Ok, cái từ này này mình có hai âm tiết đúng không? Thế nên là mọi người hãy cố gắng um, xác định. Ở đây có dấu hiệu là e, e Vậy thì âm tiết nó sẽ được nhấn trọng âm vào đâu nhỉ? À đúng rồi, nhấn trọng âm vào chính cái chữ e, -e này. À, là chữ y đó. E sẽ được phiên âm ở y. Và cái này mình sẽ là agree 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 được không ạ? Rồi next one. Fee 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 creek, creek, creek. Feed, feed, feed. Greed, greed, greed. Jeep, jeep, jeep. Between, between. Đó, à, trọng âm rơi vào chính nghe luôn. Cho nên trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai là twin, between, between. Green, green hill hill và keen keen right okay next one chúng ta sẽ sang phần luyện tập tiếp theo trong cái phần luyện tập này thì thanh sẽ đọc cái hàng đầu tiên thôi và mình uh, bài tập về nhà cho mọi người đó là mọi người sẽ phải đọc cái hàng tiếp theo ba hàng tiếp theo này là bài tập về nhà được chưa uh, và sau đó mọi người đọc và ghi âm lại ok This is homework. Cái này là phần bài tập về nhà. À, còn phần trên, mọi người sẽ đọc và ghi âm lại cái khẩu hình miệng. Sau đó quay video và gửi lại cho Thanh. Thanh sẽ chữa bài cho mọi người nhé. Ok. Cái từ này mình sẽ đọc là Ok. Trọng ông. rồi vào âm, âm tiết thứ, thứ hai đúng không? Rơi về E luôn. Cái này là decree. 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 Heed. 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 Kill. 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 Keep 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 ok yes rồi bạn tập về nhà là ba cái dòng cuối cùng này à, đọc quay video khẩu hình miệng và ghi âm lại cho thanh gửi lại cho thanh thì thanh sẽ chữa bài cho mọi người nhé ok rồi this ok that is for today and thank for watching my video tất à, là đây là bài học ngày hôm nay và Cảm ơn mọi người đã xem video clip của Thanh và nếu mọi người thấy video clip của Thanh hay thì hãy like cho Thanh một like và share video clip cho Thanh cũng như là subscribe kênh YouTube Am uh, English để đón chờ rất rất nhiều các video clip tiếp theo uh, về học phát âm, về đánh vần tiếng Anh, về uh, học giao tiếp hay các cái tips học tiếng Anh để chúng ta học hiệu quả nhất. Uh, và kênh YouTube này dành cho người đi làm nhá. Okay, that's it for today and thank for watching my video and see you next time. Bye.